này đi đâu có được hỏi thăm ai đâu. Chứ này chứ của con mà. Chực á. Đó. Không có leo lên này lấy cục móc móc. Trời ơi, vừa này cao lắm hay gì lấy cục móc móc dữ hả? Dạ nó cũng thấp mà mình không chuyên nghiệp được, mình không có cái vừa. Hả? Có chuyên nghiệp á. Ở nhà ít trồng vừa nữa không có cái không có xào cao. Cái bụi bảy ơi, bảy ơi cứu bảy ơi, đẩy ra ngoài, đẩy ra ngoài không vậy? Nè con đeo cái túi cho nằm đi. Vậy vậy, đẩy. Vừa mới à? Ừ. Vừa chắc vừa buộc. Dạ, vừa mua bánh vừa cho bé nè. Hôm qua. Xài quá chung. Xài quá tao nhỏ. Quá trời xài. Trời ơi, năm ơi, cái năm mình thích luôn một luôn. Vậy đi được rồi. Rồi được rồi. Leo leo lên cái chặt hộp lá này nữa nè. Chuyền hộp lá lên nè. Ăn đây. Ăn là trước. Chị cái này lên ha. Đỡ chậm cho như bé nè. Để bác. Em chọc nha. Cũng như ba bốn bốn người nè. Nãy bốn người ba cá giờ bốn người hai cá hả? Uống nước dừa này giá hoài luôn. Nè bảy chọc được không? Trời ơi. Chọc hết rồi. Điện không ngay sao chọc? Lớn không ngay hả? Bây giờ khang lộn thấy khác đi. Trái nữa đi cho ngay đi. Để bảy lộn được quá. Không ngay. Điện ngay vậy mới được nè. Bảy chụp tới cái này đi. Rồi. Hai càng lên cho bảy chụp. Hai cái không? Bốn người hai cái nè. Để ba. Nãy ba bốn người ba trái giờ bốn người hai cái. Bốn người hai cái. Trái này. Rồi. Được chưa? Đấy nữa đi hai ba cái gì nữa đi lên. Dạ. Đúng rồi. Con ăn rồi nên giờ con ngán. Bể ăn đi. Bể ăn thử cái ngon không? Ngon. Lên gói nè, cực khổ ăn ngon. Chị dâu con gói nữa rồi anh Lộc nữa. Lỡ trộn gì khác không? Dạ có. Trộn dừa dứa nhưng mà hình như xào lên cái nó. Nhưng mà xào xong con mới trộn nhưng mà nấu cái nó cũng bị hơi mất mùi. Ngon. Từ nào giờ con có làm bánh tét với bánh dừa chưa làm? Cái này còn hơi nhỏ nhỏ mấy ăn cái kia nó luôn. Bự. Ăn cái nó no. Người ta gói khéo lắm, người ta gói sao tròn do nó vuông vậy nè. Con có mình quấn nhỏ lại. À quấn nhỏ lại cái cho nó mình quấn nhấn lại. Mình quấn cái ống nhấn lại. À. Con thấy. Cái vừa lấy cái ống. Giờ cũng lấy gì lâu dữ vậy. Mình chặt gì dứa. Chặt gì dứa dân đem mình nước cho thơm. Xem dứa ngọt quá đâu ngon được, có ăn như sẵn ngon. Bài mùi lá dứa chưa? Thơm chứ sao nó cũng thơm. Ừ. Mà mưa á bảy dừa dứa mà nó thơm nhất là mấy cái mùa nắng nó thơm dữ lắm. Dạ nắng thơm mưa nó bóp. Dạ. Ha. Đọc dừa dứa này ra. Như đây còn trong nhà mình mới vừa khách trong nhà mình sợ tại mưa ướt nè. Bữa nay mình ở đây trời không khí giống như là mùa đông vậy. Nó lạnh lạnh rồi. Nó mưa lốc hết nữa. Giống mùa đông ghê luôn. Trời này ở đây mát mát. Không khí mát mẻ giống như là ở ngoài Đà Lạt hay xứ lạnh vậy. Rồi mình lọc ra cái mình lấy cái cơm thì mình xào mứt. Còn cái nước thì mình nấu rau câu. Cái gì này uống thơm nó dứa ngon lắm. Mình xin chào cả nhà. Hôm nay mình sẽ nấu món rau câu dừa bằng nước dừa dứa. Đây là dừa dứa nè. Mình hửi cái vỏ ở ngoài cũng thơm, thơm ngon dữ lắm, ngon, uống nước cũng ngon nữa. Dừa này hôm trước dân cho mình nó tái bự chảng mà mùa này nó sai quá chừng luôn. Mùa này dừa ai cũng sai. Cho nên tái sai nhiều quá nên tái nó nhỏ. Giờ mình đập nước dừa này ra để mà mình làm, mình lấy nước mình nấu rau câu. Còn cái thì mình xào bứt dừa. Mình
đặt gì cho hồi nó mình dễ cậy dừa. Đây là dừa non luôn. Cái dừa này mà đổ thì tiếc dữ lắm, bị ít khi có. Bữa nay mình làm cái món rau câu dừa này là đặc biệt luôn, ít có ai mà nấu cái nước dừa dứa này á. Nước dừa dứa này chỉ là người ta mua ta uống thôi, chứ không có dư tới mà để nấu rau câu. Là nước dừa. Đầy một cái khuếch này thì 1 lít nước, 1000 ml. Mình đổ cho cái bụi dừa có cái rớt lại. Dừa lên để mình nấu. Đây là mình làm 200 gram đường. Mình làm được ít tại vì cái nước dừa ngọt dữ lắm. Hai bịch. Bịch này có 10 gram. Giờ mình xé cái bịch này mình để mình trộn với đường để hồi cái nước dừa mình sôi thì mình để vô. Ông bà. Qua luôn qua. Chào đàng hoàng chứ không làm cái chào ông bà. Nha nha. Rồi coi hát cho ông bà nghe đứa nào ơi. Nha nha. Rồi làm cọp á. Nha nha. Rồi cọp kì á. Nha nha. Đâu nheo mắt cho cả ông bà coi. Ôi thôi, làm khổ ta, con gì vậy? Cọp. Cọp vậy hả? Bà. Cọp nheo mắt vậy hả? Giờ mình đảo rau câu với đường vô, mình quậy từ từ cho nó đều. Bay lên nó bay, cái mùi thơm nó vú thiệt là ngon luôn. Thì mình đảo cho trái dừa trước. Cái bay nực nồng luôn. Nực nồng mùi lá dứa thiệt ngon. Thơm ngon quá. Lần đầu tiên mình nấu cái rau câu nước dừa dứa. Này đâu có ai nấu bán. Đây là gà diêm nước dừa. Mình đã chuẩn bị xong hết rồi. Mình để cho thiệt là nguội. Mình để vô bịch. Để mình giờ mình gửi chuẩn bị gửi lên Sài Gòn, gửi lên cho mẹ chị Tiên. Chuẩn bị vô thùng. Còn đây là khoai lang. Khoai mật. Mình mua mình nấu chín rồi nè. Mình để nguội rồi mình đem đi cho nó dễ. Khoai lang thì mình để ở trên. Mình sợ nó nhẹp. Còn đây là bánh bông lan. Nước lan mình cũng mới vừa nướng xong. Bây giờ mình hết chuyện mình nướng. Thì đây là cái đầm có ngựa. Mình thấy cái ba gói mình mua mình ăn mình thấy cũng ngon, cho nên mình mua một đầm gửi cho mẹ chị Tiên. Còn đây là rau câu dừa, nước dừa dứa, thơm thiệt là thơm luôn. Còn đây là tỏi đen, tỏi đen mình làm. Đây là bạc hà với mướp. Mình gửi lên cho mẹ chị Tiên nấu canh chua. Còn đây là ổi. Này cũng là đồ nấu canh chua, là cà chua. Tái khớp. Tái khớp này mình mua nó còn sống để đem tỉnh là vừa ăn, chứ để mình mua không chín á, cái nó bị dập. Cho nên mình mua còn sống. Đây là cam. Này là cam sòn. Mình bỏ vô cái thùng luôn. Con này là quýt, quýt đường, cũng quýt dừa nè. Có nhiêu đây mình mua nhiêu đây. Người ta cũng hết mùa rồi.
hết mùa của cái vườn này, chắc cái vườn khác thì ta còn. Còn đây là hai cái rau câu dừa, mình bỏ vô cái bịch mình buộc lại để hồi nó bị bung cái nắp ra. Còn đây là hai cái trái nước dừa dứa nè, hai cái dừa dứa nạo uống thơm dữ lắm, mình gửi cho ba mẹ chị Tiên gửi người con trái uống. Giờ mình chuẩn bị mình bỏ vô vỏ dưa hồng. Cái nào cứng ổi rồi thì mình để ở dưới, cái dừa mình để ở dưới. Mình có rau câu dừa mình để ở dưới luôn. Mình sắc cái dừa dứa này nè, nó thơm thấy ghê luôn, nó bay lên thơm phức luôn. Cái này nó cũng không có đều dừa non hung nữa, tại vì dừa dứa người ta có ít mà đâu có nhiều đâu. Có hai cây nên để nó cũng không có đều dừa hung, có cái thì nó non, có cái thì nó dẻo. Thế mình kiếm non không thì không có. Cái nào non thì mình sắc, cái nào dẻo thì mình đào. Dừa này thì cái gáo nó không có bự như dừa ta của mình. Dừa ta của mình thì cái gáo nó bự lắm. Bên đây là mình xào hồng gấp đẹp ha. Em để cái hồng gấp luôn, cái hồng mình gấp ra. Gấp này là xào tới ăn cũng ngon lắm á. Ăn dẻo dẻo mà ngon hơi ghê luôn á. Hổng em xào á thì cái mình gấp cái bột gấp á, ăn ngon. Màu cam ha. Dừa này mình xào màu qua được biết. Mình xào mà mình đứng mình xào nó bay cái mùi lên, nó thiệt là thơm, mùi lá dứa luôn á. Dừa dứa thơm. Hôm qua em nấu rau câu chị Hương tội nó bay lên nó thơm. Thơm hết cái Diễm nó khen ngon. Cái dừa nấu rau câu á. Dừa nấu rau câu thiệt ngon luôn á. Rồi cái này giờ xào mứt cũng thiệt ngon luôn. Cái này lâu lâu mới có chứ đâu có dừa hoài đâu xào. Này làm bánh khuôn này làm bánh ngon á, lặn cái nó ra. Không có dính gì ta, khỏi tha khuôn luôn. Câu có dừa dứa của mình nè, thiệt ngon luôn. Giờ mình cắt ra, mình lấy cây chĩa này cầm ăn cái chĩa cho nè, có muỗng nè, này cầm trực tiếp đi. Cái chĩa nó rớt rồi, nó tan á, chắc không còn thứ hạng. Cái đâu hết đâu đi liền được, cũng còn phải tăng điểm rồi chứ. Tăng điểm đi. Này nấu nguyên chất không? Tan hết rồi. Xin chào cả nhà. Chào ông bà. Rồi, mình mời cả nhà cùng ăn rau câu nước dừa dứa với mình nha. Rồi. Mời cả nhà cùng ăn với mình. Ông mời ông bà ăn hả? Mời ông bà ăn cùng con. Thơm nước dứa. Thơm. Thơm ngon ha. Thơm nước dứa hay hợi rồi. Nguyên chất mà. Thơm dừa dứa nấu rau câu không biết đâu ra. Thơm bớt. Ta đặt làm rau câu nước dừa dứa không biết kiếm đâu ra. Quay lại Vinh. Lại Vinh có dữ lắm hả? Vinh mua mấy ngày vườn á. Mắc rồi nha. Hồi lần nghe 17 ngàn cái không dám mua uống nước. Nào giờ không dám mua cái vườn nước. Không có đòi luôn 17 ngàn cái. Nó khô nó hết thơm đi. Thấy không? Nãy chị đọc cái vườn khô đó đó. Chị đập ra mà. Thế à? Đó chị lột. Không thơm hả? Không. Không thơm hả? Không biết cái cơm dừa mình nạo ra rồi mình dắt cái nước dừa khô á, rồi mình dắt lấy nước cốt cũng thơm không ta? Thơm không? Thơm. Nãy có ủ thím chín mà thím chín mới đi mặn bên vườn về. Cái thím chín mắc nấu cơm. Hồi cho thím hai ba miếng nè. Cho cậu về. Thím nhiều khoa hơn thánh nè. Ngày em nấu dừa ăn cái không ngọt.
Để thêm có xíu đường nữa, cho nước dừa ngọt. Để câu này đừng có nấu ngọt quá, ăn không có ngon. Không ngọt ăn ngon ha. Cái này gặp mà có mít nè ha, có ốm với sợi ghi á. Để dùng nãy giờ chưa chưa. Nguyên chất của nó thơm vậy thơm. Cái nước đó mà tại mình nấu rồi nó bốc hơi bớt rồi chứ cái nước đó uống thơm hơn mình biết liền. Thơm ngon dữ lắm. Chứ không phải như là mình cái nước mình để nó dưới giờ chứ nó không bằng. Không bằng cái này, cái mùi này nó khác. Cũng mùi dứa nhưng mà nó khác, nó không có giống. Rau câu nước gì dứa của mình nó ăn thì là ngon mà nó ngọt dịu nữa. Mình ở đây gần bên đây là người ta có cái tiệc gì cũng biết mà người ta hát nói nghe không rõ cho nên nó hơi ồn chút. Mình cảm ơn các anh chị và các bạn đã bỏ thời gian ra xem clip của mình. Mình xin chúc cho các anh chị và các bạn luôn luôn vui vẻ và dồi dào sức khỏe. Và mình hẹn lại các anh chị và các bạn những clip tiếp theo. Và bây giờ mình chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Chào tạm biệt, hẹn gặp lại. Đeo có. Chào. Chào tạm biệt con Hậu.